Ăn mấy cái lọ bánh tráng này nó có bổ béo gì đâu, thèm cái gì không thèm mà đi thèm bánh tráng. Trời ơi, bị chửi suốt mà đâu có bỏ được đâu mọi người. Hello mấy bà, tôi thi nè. Top 1 món ăn chặt đỉnh nhất trong lòng tôi, bánh tráng. Có bà nào giống tôi không? Tôi bị mê mấy cái bánh tráng mà tự trộn á nghe, chứ bánh tráng trộn sẵn mà có xoài rau răm trứng cút rồi á là không có chịu. Bởi ta nói cái nết nó lạ lùng ngộ đời dữ lắm mấy bà ơi. Mà thấy ăn bánh tráng là tôi chịu không có nổi. Trời ơi, nó chảy nước miếng. Mới sắm được 5 bịch bánh tráng muối bò của nhà cô Mai nghe. Có loại hổng cay, ít cay, cay nhiều với lại siêu cay luôn mấy bà ơi. Tôi ghiền ăn bánh tráng dữ lắm, cái nư thì thích ăn cay càng cay càng ngon. Mà nói ra thì mắc cỡ quá, hơi bị hèn nha mấy bà. Chỉ dám chọn cái cay nhiều thôi à, không dám ăn cái siêu cay. Túi như vậy là được tới 6 cái bánh tráng luôn mà dẻo nhẹo hả? Còn nguyên ngon lành nha, không phải bánh tráng dụng đâu. Này thì có một túi muối bò với lại một túi sa tế. Trời ơi, ta nói mở ra thôi mà nó thơm chịu không nổi mà luôn. Phải công nhận luôn á, ghiền cái gì không ghiền mà đi ghiền bánh tráng là dở rồi, sao mà bỏ được. Rồi rồi, dò mạnh lên, càng mạnh nó càng thấm nha mấy bà ơi. Chưa có ăn mà hửi hửi thôi là thấy hơi bị xiền kỳ rồi đấy. Cái cục mà ta nói nó thấm muối thấm sa tế cỡ này hen là để dành ăn sau cùng nghe. Trời ơi, bánh tráng kiểu này là gu tôi mấy bà ơi. Kiểu bánh tráng mà trộn đơn giản vậy đó, ăn mà không ngừng được cái miệng luôn á. Ê cay nha, cay thiệt nha, cay bùng cháy luôn nha mấy bà. Bà nào mà đô ăn cay, đô mạnh, đô bất tử thì múc luôn cái siêu cay cho tôi. Múc cái combo 5 túi như vậy hơn 30 cành á cũng được ha. Ta nói biết mà nó ngon cỡ này thì mua 10 túi ăn cho nó đã. Mừ điểm mấy bà ơi.